Mọi người nha, thì em xin tự giới thiệu, em là Bí Hảo, nhân viên livestream công ty trách nhiệm hữu hạn Bá Ninh trên kênh Hoa Lan Market vào khung giờ 9 giờ sáng hàng ngày. Thì cái video lần này thì em làm xin mời mọi người chiêm ngưỡng cái một cùng em là một cái giờ cùng Lê Minh Khủng đang nụ chuẩn bị sổ hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn Bá Ninh nha. Thì các cô chú chị mình á cùng theo dõi cái video này của Bí Hảo nha. Rồi thì bây giờ em sẽ cho mọi người em quay cho mọi người xem cái giờ cùng Lê Minh của công ty của em nha, đang ra nụ và chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Thì cái cụ lê minh này thì em tính, em với lại cái anh chăm sóc vườn mới vừa tính là 30 trên 35 thân nha. 35 thân là em tính chuẩn luôn á, nhưng mà mấy cái thân con là em chưa tính nữa, là trên 35 thân nha mọi người nha. Rồi cái này á, thì nó đang ra nụ nè, mọi người thấy không, đang nụ nè, đang nụ nè. Đây rất là đẹp luôn nha, đang nụ nè, lá xếp nè, lá mít xếp đang nụ rất là đẹp luôn nha, lá mít xếp luôn. Cái thân này nè, anh chị thấy không, cái thân này thì nó ra cho em ba ngòng hoa rồi nè, ba ngòng hoa, lá xếp rất là đẹp luôn, rất là đều nhau nè. Để em đếm thử cho mọi người xem thử là bao nhiêu cặp lá nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè. Trời ơi, 17 cặp lá luôn á mọi người. 17 cặp lá gì nha, là cái này là nó nhỏ thôi á. Cái thân này nè, cái ngọn này là nó nhỏ thôi mà em đếm đến 17 cặp lá rồi. Còn mấy ngọn bên này rất là to luôn á, đếm thì chắc chắn là hơn 17 cặp lá rồi đó mọi người. Đây, nụ đây rất là xinh luôn. Thì mặt hoa này rất là đẹp luôn á mọi người, nhìn nụ đây rất là xinh luôn. Màu hoa của Phù Lê Minh thì màu hoa màu xanh cớm cho em. Màu hoa xanh cớm nha mọi người. Rất là đẹp luôn, rất là nhiều thân, rất là đều nhau luôn. Rất là xinh luôn đúng không? Giờ này quá là khủng luôn, trên 35 thân. Trời ơi quá xuất sắc. Rất là đẹp luôn á. Vừa đẹp mà nó lại vừa đều nhau nữa. Cù Lê Minh rừng thì phải lỗ cho rừng giùm em nha. Cái cù Lê Minh này á, nó có cái đặc điểm nó rất là ngộ nha, nó rất là giòn. Cái lá của nó rất là giòn, tại vì cái này là cù Lê Minh rừng cho em, lá rất là giòn nên mình á, mình phải tỉ mỉ với nó nha, mình phải tỉ mỉ, mình phải kỹ với nó một xíu chứ đừng, mình đừng có làm mạnh nó sẽ gãy. Rất là dễ gãy luôn. Đây, rất là dễ gãy luôn á. Rất là giòn, cái lá rất cực kỳ giòn luôn nên mình phải cẩn thận giúp em nha. Thôi một cái giò khủng luôn. Anh chị nào, cô chú nào mà rước cái giò này về thôi là quá xuất sắc luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Thì cái này là bên em để cho mọi người chiêm ngưỡng thôi, chứ còn bán thì anh chị nào mà muốn mua thì có thể liên hệ tới bên em, thì bên em sẽ báo giá cho anh chị mình nha. Chứ cái này thì để sếp em làm giá, chứ bên em không có tự động mà báo giá cho này được. Tại giò này là giò khủng đó mọi người, rất đẹp luôn. Nếu mà anh chị nào mua cái giò này thì phải chuyển còn đủ thì em mới đi đơn được, em mới chuyển cho anh chị mình được nha.
xanh tươi luôn, quá trời đẹp luôn. Đang nụ, đang hoa, đang nụ, chuẩn bị có hoa nha. Cái này tầm tầm một tuần sau là nó sẽ nở hoa cho mình, tuần mấy ngày sau là nó sẽ nở hoa ra à. Tại vì nụ nó đang chấm nở rồi, hoa thì rất là đẹp luôn. Trời ơi, rất là nhiều luôn á, to quá trời to luôn. Cù lên bên này á, mà mình thuần trăm cái một cái giò khủng như thế này thì rất là đẹp nha. Cù lên bên mà thuần trong một cái giò như thế này thì nhìn rất là kiểu nó đều mà nó đẹp đó mọi người, rất là xinh luôn. Lá nó xếp rất là đều nhau, rất là đẹp nữa. Ngọc hoa thì rất là dài nha, ngọc hoa thì đẹp nữa nha. Màu hoa thì màu hoa cũng xinh, màu hoa là màu hoa xanh cớm nha. Cái lưỡi nó cũng đẹp lắm anh chị. Đó, anh chị mình nhìn anh chị mình cũng thấy rồi đó, rất là xinh luôn. Nãy giờ thì bé Hảo đã cho mọi người chiêm ngưỡng cái giò cù lê minh rồi đúng không nè. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha. Các cô chú, các chị mình mà nếu thấy cái video bé Hảo làm cho mọi người thấy ok thì mọi người cho em xin một like và nhấn chuông thông báo giúp em nha mọi người ơi. Nhớ theo dõi bé Hảo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha.